Bao đời nay, di tích thành Cổ Loa cùng những nhân vật huyền thoại như thần Kim Quy với chiếc nỏ thần bắn một phát hạ hàng nghìn tên giặc, về vua An Dương Vương xây thành và nàng công chúa Mỹ Châu cùng chàng Trọng Thủy. Tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Được mệnh danh là tòa thành cổ lớn nhất Việt Nam, di tích lịch sử Cổ Loa rộng khoảng 500 hecta, được vua Thục An Dương Vương xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc, tên nước Việt Nam thời đó, nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Theo truyền thuyết, Thục An Dương Vương ngày ấy đã xây thành nhiều lần nhưng đều sụp đổ, cho đến khi thần Kim Quy xuất hiện và đi quanh nhiều vòng dưới chân thành. Lúc này vua An Dương Vương đã cho xây thành theo dấu chân rùa vàng, từ đó thành xây không đổ nữa. Thành Cổ Loa là công trình xây dựng với quy mô độc đáo của nước Âu Lạc. Nơi đây từng là hệ thống phòng ngự vững chắc và lực lượng binh sĩ hùng mạnh. Thành có 9 vòng hình xoáy trôn ốc nên người dân thành xưa còn gọi là thành ốc. Do sự tàn phá của thời gian và chiến tranh nên hiện tại thành chỉ còn 3 vòng với những dấu tích xưa, đó là thành nội, thành trung và thành ngoại. Thành ngoại có chu vi khoảng 8 km, được xây dựng theo phương pháp đào đất tới đâu khoét hào tới đó, đắp thành, xây lũy liền kề. Các lũy xưa cao từ 4 đến 5 mét, đặc biệt có chỗ cao từ 8 đến 12 mét. Thành trung có chu vi khoảng 6,5 km, cũng có kết cấu như thành ngoại nhưng diện tích hẹp và kiên cố hơn. Thành nội có diện tích khoảng 2 km vuông là nơi ở của vua An Dương Vương cùng các cung tần, mỹ nữ và quan lại dưới triều. Đền thờ An Dương Vương hay còn gọi là đền thượng nằm ở trung tâm thành nội. Vị trí đền nằm trên một gò đất hình đầu rồng, hai bên là hai cánh rừng. Phía dưới còn có hai hố tròn là mắt rồng. Ngay trước đền thượng là một hồ nước lớn, bên trong có giếng ngọc, nơi mà Trọng Thủy đã gieo mình tự vẫn trong câu chuyện truyền thuyết. Nằm ngay sau cây đa nghìn tuổi tỏa bóng mát cả một vùng sân rộng, gốc đa rẽ đôi thành chiếc cửa to vò, mở lối đi vào am bà chú. Nơi đây có một bức tượng gọi là tượng Mỹ Châu, một tảng đá tự nhiên có hình dáng người cụt đầu nên được dân làng gọi là mộ Mỹ Châu. Năm 1962, Cổ Loa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp nhà nước. Hàng năm vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch, người dân Cổ Loa tổ chức một lễ hội trang trọng để tưởng nhớ những người đã có công xây thành, nhất là để ghi ơn An Dương Vương, người khai sinh ra nhà nước phong kiến Âu Lạc.